Hello, xin chào cả nhà. Và hôm nay là buổi sáng thứ hai. Thì sáng nay là 6 giờ sáng là đoàn của Cát Tường đã dậy để đi ra đảo để bơi, lặn biển, lặn độ ngoài đảo á. Nhưng mà Tường thì dạo gần đây mọi người thấy là Tường đi biển, đi đảo liên tục, quay cho mọi người xem liên tục, da mặt là hư hết rồi. Nên hôm nay Tường cũng muốn nghỉ dưỡng nên Tường ngủ. Bây giờ là Tường không có đi ra đảo. Bây giờ là gần 10 giờ rồi. Thì bây giờ Tường ăn nhẹ xong, bây giờ mình xuống, mình có hồ bơi, mình bơi mà. Mắc cái gì đâu mình phải đi ra đảo cho nó mệt, đúng không cả nhà? Nắng ăn nữa. Thì bây giờ là sẽ bơi dài vòng đó, nhâm nhi một ly cà phê xanh buổi sáng, bơi dài vòng ngắm trai đẹp bơi dưới hồ. Tuyệt vời quá trời, còn cái gì nữa? Đi đảo làm chi? Đó, thấy trai quay đầu chưa? Thấy trai của tôi bơi đỉnh chưa? Quá dữ luôn. Tuyệt vời, bây giờ thì em sẽ xuống hồ với ảnh thôi. Em phải xuống hồ với ảnh thôi. Khởi động thôi nè. Bơi thôi, mình sẽ bơi 10 vòng rồi mình nghỉ ngơi. Đồ sâu. Sâu nha, tưởng đâu cạn chứ. Buồn quá, buồn quá, mới xích bơi cả nhà ơi. Cái tội ngựa ngựa. Sáng có cái anh đẹp trai, anh bơi trong hồ gần nửa tiếng đồng hồ. Vậy thôi ta xuống ta bơi chung với ảnh đi. Không chịu, ở trên lo chụp hình, chụp nguyên một sari ảnh. Cuối cùng cái giờ mình xuống bơi, cái ảnh đi lên, ảnh mệt rồi. Anh bơi anh mệt, anh lên rồi. Bây giờ có một mình tôi bơi nguyên cái hồ bơi. Đuối, mới có 5 vòng. Đuối, anh ơi, anh xuống bơi với em đi anh ơi. Anh ơi, có anh nào xuống bơi không? Thôi, nhiêu đó đủ rồi. Lên, hẹn gặp lại. Quá lành mạnh buổi sáng. Rất tiếc là anh ấy đi mất tiêu rồi. Wow, dạ bây giờ em đã được hội ngộ với đoàn của em rồi. Trời, mọi người đi chơi vui quá. Hai em dắt con đi chơi nha, này con gái lớn á. Dẫu ba con đâu rồi mẹ? Gái này con gái ngoài giá thú á. Là trước khi em có con Na Uy á, là em mới công kia em đẻ nhỏ này. Xong rồi cái là em phải giấu nó. Rồi sau đó em mới lấy chồng đàng hoàng, mới đẻ Na Uy. Bây giờ coi như là cũng sống thoải mái rồi mới dám nhận con. Chứ để coi hồi đó nhận con rồi bị người ta chửi. Trời ơi, con sống ổn không con? Sống ổn quá từ nhẹ. Từ khi mà mẹ không nhận con sống ổn ghê. Sáng giờ đi chơi vui không con? Vui ơi là vui luôn. Rồi bây giờ gì vậy? Giờ đang định cho chị ăn chắc hơn nè, không biết sao mà vô thì quay chung được nè chị. Đó rồi. Trước khi ăn cơm mới mời chị ăn cơm. Tôi đang sáng giờ tôi bơi đây cũng dữ lắm nha. Sáng giờ bơi mém cua được cái anh kia tức dễ sợ chết. Thơm đẹp quá mọi người. À đẹp quá ha. Cái thơm mà cái trái nó nhỏ hơn cái cùi. Ừ. Mà nó ngọt mà rồi xong chấm thịt. Hay quá. Người ta ăn cái cùi không được á. Người ta nói con, người ta nói luôn là trái thơm này ăn nó không ngon bằng ăn cái cùi. Ăn cái cùi này nó ngon hơn cái thơm. Chị ăn thử đi chị. Vậy chị ăn cái thơm rồi em ăn cái cùi. Thôi ăn trưa, mời cả nhà ngon miệng. Yeah. Muốn có sức đi chơi là phải điều đặn nè. Đẹp da nè, bổ mắt nè, trắng sáng da nè, chất nhờn xương khớp nè, bổ máu nè, hay còn thiếu gì bổ não nữa đó. Mình đã mua cái vé để đi vô chợ nổi. Chợ nổi ở dưới Cần Thơ, Vĩnh Long, Cần Thơ, Vĩnh nhanh lẹ xem có cái gì để mua xem không. Bây giờ cũng
dạng như nó giống như nhìn xa xa vậy, cái 3D đó ha. Con còn biểu tượng của cái lan. Này đẹp quá trời. Đi xuồng nè, ta xuống đây người ta đi thuyền, mà thôi mình có một tí đồng hồ mình đi tham quan vòng, mình đâu có gì đâu, thời gian không đi thuyền, nắng quá quý vị ơi, đen hết rồi. Nữa lại tiếp tục xôi xoài nữa, ăn nữa xôi xoài, xôi sầu riêng, bây giờ có nước ép lựu là uống nè, hôm qua uống nước lựu không nổi, bây giờ có nước ép lựu là uống nè, để cho nước nốt kìa, coi như là đặc sản đó, đây là nốt nè. Cái giường mà nó chỉ còn cái cơm đó. Ủa đẹp chưa? Đẹp chưa? Sao có lại cơm? 40 bạc một ly. Anh em uống, em uống. Không phải ngon. 40 bạc một ly. 1 ly 2 ly. Thôi 2 ly đi. 2 ly chỉ chụp hình nè, chụp hình này. Chụp hình nè, chụp hình nè, chụp hình nè. Đó, đúng rồi. Rồi, bán cho mấy chị ơi. Rồi, đúng rồi. Được anh ấy, bộ nhiêu bà liền không có nè. Gái hả? Chụp hình đi bạn ơi. Có cái con biết có đai lúc gì có cài cơm gì. Yeah. Bây giờ trái dừa non ở Việt Nam vậy? Thốt nốt nó non giống dừa non mà sao ông bỏ mình ít dừa quá vậy ta? 7 ly, 5 ly, 6 ly, 7 ly, 8 ly. Sao không có trái dừa nhiều. 7 ly. Ai, quá nốt rồi. 7 ly rồi. Mình là giống dừa non ở Vĩnh Long vậy. Cái nào phải là nào ở trời dễ thương quá ha. Cái đó là sơ xoài và sơ sầu riêng. Bây giờ muối sầu riêng nghe mới nãy mình không thử sầu riêng đúng không? Sầu riêng là muối sầu riêng thôi. Ủa bà ơi, mình thử luôn đi. Nhưng mà này không có nước cốt dừa hả ta? Sôi sầu riêng nha. Bữa này có nước cốt dừa không? Sôi sầu riêng nướng nha. 1 15 mà 15 cái nhỏ nè. 1 cái 15 15. Sầu riêng. 1 cái sầu riêng. Mỗi thứ cái đi, mình thử cái này cái kia mình biết. Còn cái này là thôi. Ở đây là người ta nướng luôn tại chỗ đó nha. Người ta nướng tại chỗ xong rồi mình ăn thôi. Thử ngon gì? Thử nè. Dạ. Cầm vô. Thúc tươi. Trời đất ơi. Đẩy mình bóp lên ăn. Phải không? Nhẹ nhẹ nhẹ. Dạ. Rồi, sao nướng mà nó không có nóng nó không nha. Có ê sao nướng mà nó không có cứng nha, tao tưởng nướng nó cứng như đâu rồi đó kia nóng okay nha cả nhà ơi, nóng để ai thích ăn sầu riêng thì ok ngon, trước khi ăn mình phải vô ngon. Wow, ở đây rộng đẹp quá quý vị ơi, quá trời đẹp luôn, rất là nhiều khu vực chống ảo, có một tiếng đồng hồ mà không biết mấy người kia đi đâu mất tiêu rồi, không thể nào đi chung được. À, ở đây có khu vực massage cá 100 đồng. Ăn không? 100 đồng mà no time limit. À, có nghĩa là 100 đồng muốn quay nhiều quay. Ở quên muốn chơi nhiều chơi. Ở đây rất là lớn, đi một hồi mình sẽ đi lạc mất tiêu. Có những cái quần rất là modern. Quần này dành cho mấy anh. Mình kiếm mấy cái áo thun mà không thấy. Mấy áo thun mình thích. Cái áo thun mà có năm sinh 1977 các tường hay mặc là đều mua ở Thái Lan hết đó quý vị. Giờ mình qua cầu. Wow, cái cầu này đẹp nè. Quá rộng luôn. Giờ đã lạc đồng bọn rồi, thôi chỉ còn lang thang một mình. Vui nhất là có mấy người chèo ở dưới rất là đẹp. Wow. Ồ, cái này là sầu riêng. Đặc sản khắp nơi vẫn là sầu riêng. Dừa xiêm cũng là đặc sản luôn, 50 bạc một trái. Wow, bắp nướng, khoai lang nướng, hấp dẫn 25 bạc. Ở đây bán trên ghe cho nên gọi là chợ nổi nha quý vị. Hãy lưu ý mọi người bán trên ghe. Oh, cái này là giống như là bánh gọi là rau câu. Rau câu. Oh, và đây là cái gì? Đây là cái gì? À, xôi. Xôi. À. Cái dầu này. Xôi dừa. Cái tiểu cho em có đây. Ta đều bán trên ghe hết. Bánh giống như giữa bánh bò vậy đó quý vị. Rất ngon nha. Cái này á nó là bánh bò.
mà nó có cái dừa ở trên, như nó là theo như tôi biết là nó là đường thốt nốt, kiểu thốt nốt là dưới Cần Thơ á, còn đây tôi không biết. Mua phải không? À, 40 bạc. Hoành. Lấy cái mix đấy đi. Mix. Ok. Thử coi. Một cái là bánh bò, một cái gì đó. Hot. New. Ước gì cái cô này cổ lên bờ cho mình xuống chỗ cổ mình đứng ha. Có mấy người ta cho chụp là người ta mời luôn, hiểu không? Mấy người ta không có mời là người ta không có ý đó. Ồ, mix là tới ba loại lắm nha Phương. Ba thứ ở đây là khác nè, bên đó là khác nè. Màu tím là một hòa một vị. Bao nhiêu? Từ ăn đi rồi bao nhiêu tính sao, mình đâu có chạy đâu. Mình hỏi giá người ta cho mình biết. 40 bạc là đặc biệt ngon nha. Mà em mới thử cái này đi, cái này lạ quá. Cái này là khoai môn. Cái này bánh bò thốt nốt nè cả nhà, tôi nghĩ là như vậy đó. Chắc chắn là như vậy luôn rồi. Có điều á, nếu như mà nó bớt ngọt lại một xíu là sẽ ngon hơn. Mà lại nướng cháy cho nên ngon. Đây là bánh bò thốt nốt á. Ngon. Cái này ngon. Miếng rồi, để đây. Em thấy cái đó không ngon. Đây hả? Cái này. Rồi, thử cái này là cái màu gì ta. Tôi thấy cái này nó ngon hơn cái xôi sầu riêng hồi nãy. Cái này nó dạng là tôi thấy ngon. Thôi bôm hay sao nè, dẻo dẻo ngon. Để lại cái này bà nó không ngon hả? Em không thích lắm. Tôi cũng không thích bánh bò. Bánh bò phải có nước cốt dừa. Ừ, sốt sốt chứ. Em thử miếng này à. Ngon. Ngon, nói chung là hai cái bánh nướng á nó ngon hơn, còn bánh bò nó bình thường. Cầm đi trả tiền. How much? 40 bạc. Ủa? Miss luôn ba thứ mà cũng có 40 bạc à. Ê. Mình thích cái bánh nướng hơn cả nhà ơi. Đúng. Bà nghe gì không? Mọi người ơi, dạ. Có 40 bạc à, miss 4 thứ luôn. 40 bạc. Ủa? Là có 20 ngàn tiền Việt Nam mình á. Trời ơi, nếu mà tính ra là có 20 ngàn tiền Việt Nam mà một dĩa bánh như thế này nha cả nhà. Sao chị? Dạ được. Wow, dạ, cảm ơn chị. Chương trình đi tour luôn hả? Đi tour hả? Rồi đứng lên luôn. Xích lên cho thấy bánh cho nó đẹp. Đủ ai chụp? Đây hả? Rất là may gặp chị Cát Tường ở Thái Lan nha. Chị đi với ai? Đi cùng. Được chưa? Rồi, cảm ơn nhiều nha. Chúc chị sức khỏe, đi chơi vui vẻ nha. Dạ. Trời ơi, mũi tên màu xanh. Mình là đi theo mũi tên màu xanh nha. Quên đường rồi, quên đường đi về rồi. Gọi bạn hướng dẫn viên du lịch, bạn nói là đi theo cái hướng mũi tên màu xanh là sẽ ra. Ra cái quần 150 bạc. Mọi người, cái xoài này lạ nè. 60. Ngộ hả? Dễ thương hả? Thử cây này đi. Ở bên này. Bên này là cái gì? Kem sầu đen, xoài mắm cốt dừa. Ồ, kem dừa nè, kem. Em ăn kem gì Thảo? Thôi chắc chị ăn kem dừa quá à. Xoài này em chị dừa nha. One coconut. Hello. One coconut. Thử. Hai cái coi cái nào ngon hơn. Cái này là 140 lận nha, cái này tới 80, cái này có 60. Mình cứ hỏi coi. Tiền đâu rồi? How much? 140. Ôi ôi, nói tiếng Việt gần dữ thần ôm luôn. Bây giờ mình sẽ thử kem xoài trước nha quý vị. Chú á, xoài này là kiểu Việt Nam mình là xoài cắt chua á. Xoài cắn vô chua chua chua, mình nước chảy re 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 quý vị. Chua quá. Vitamin C. Để thử dừa coi. À. Dừa ngon nha. Mà tôi nghĩ là kem sầu riêng cũng ngon đó quý vị. Ngon.
Rồi cả nhà ơi, bây giờ thì mình quay lại Bảo Trân Phật Sơn. Đây là một cái địa điểm rất là quen thuộc về tâm linh. Khi mà mình đến Pattaya thì mình sẽ đến đây để cúng cầu nguyện. Ở đây hình như là lần thứ tư rồi đó, là Tường cúng ở đây rồi. Thì mỗi lần mà đây cũng là một trong những cái mục đích lần này Tường sang Thái Lan. Mỗi lần sang Thái Lan thì mình sẽ có dịp mình xuống đây mình cúng. Còn ở Bangkok thì mình cúng tượng Phật Bốn Mặt, hoặc là một số những ngôi chùa rất là nổi tiếng ở Thái Lan. Thái Lan là một đất nước về tâm linh. Nếu mà mình sống, nói chung là mình sống mình phải có một cái chút tâm linh trong lòng của mình để mình cầu cho bình yên. Cầu Phật thì chỉ cầu sức khỏe thôi nha quý vị nha. Còn khi nào mà mình muốn cầu làm ăn, cầu tình duyên gì đó thì mình đi về Phật Bốn Mặt. Còn đây là Phật Thích Ca thì mình chỉ cầu bình an, sức khỏe thôi. Ở đây thì không có gì là lạ hết, cho nên là mọi người vào đây chỉ thành tâm để cầu nguyện thôi nha cả nhà. Mọi người đến đây cúng viếng rất là đông, chứng tỏ là rất là linh thiêng nha quý vị. Đông chưa? Và mát mẻ nữa. Cúng xong là mình cũng có thể ngồi thư giãn, suy gẫm, chụp ảnh. Để cúng cầu bình an thôi. Rất là đông. Mọi người dán những cái vàng lên trên nơi người của Phật để xin một chút may mắn bình an đúng không vị. Từng mỗi vị trí của Phật thì sẽ phù hộ cho mình sức khỏe ở một cái vị trí nào đó, bệnh tật nào đó. Thôi mình cúng đi. Một tiếng đồng hồ nguyên cả đoàn chờ đợi vô nơi của Thái Lan. Bởi vì ta nói kinh doanh ta biết làm tiền ghê á. Nệm nóng lạnh, ở Việt Nam có nệm kim đan rồi không mua, qua đây mua nệm cao su nóng lạnh, nửa nóng nửa lạnh. Giới thiệu một hồi ba không nghe, giới thiệu có một mình tôi nghe. Trời đất ơi, mua ba cái nệm mấy trăm triệu mà cuối cùng chưa có lấy nệm, mới lấy ba cái gối tặng đem về trước à. Tiền là trả hết trơn rồi nha, rồi nệm người ta mới gửi về Việt Nam sau đó, thấy chưa, quá trời quá đất luôn. Từng món một ăn. Bây giờ em rồi ăn ăn bảo này quay dòng giới thiệu quý vị sao lại là rau muống nữa nha quý vị, chưa có làm gì khác hết trơn á. Rồi rồi ăn chơi quá rồi tối nay mình thư giãn nha. Ôi là xôi xoài nó đi tới đâu cũng ăn hết trơn, chắc mập chết. Bây giờ mình đi massage truyền thống của Thái Lan đi. Đó, massage truyền thống đi. Em đã trở thành cô gái của đàn. Rồi, đó. Vui không quý vị? Ta mới sao khỏe trong sáng nha. Tôi giỡn cho vui thôi, mấy người đừng có tưởng bậy bạ nha. Công khai vậy nè. Nhưng mà Tường là thích người nam làm hơn. Bởi vì người nam làm cho người nữ là nó sẽ ổn hơn. Thì tự nhiên không biết sao số hưởng gì nguyên vàng làm tôi tưởng đâu là có mấy người nam lỡ mà tôi dâm. Tôi nam mà cuối cùng là một bạn nam duy nhất. Mấy chục người nữ không có một bạn nam duy nhất dành cho tôi. Thì tôi nghe mấy bà nói là mấy cô làm rất là ngon. Thì tôi không có biết, có làm đâu biết. Nói chung là bạn nam của tôi làm thì tôi ngủ đó. Nó ngắn gọn là bình thường. Đô đối với bình thường là chỉ có 50% này. Bởi vì Tường là dân đô, Tường là đô massage chuyên nghiệp. Từ nào Việt Nam Tường cũng đi. Mà chứ massage Việt Nam á, ở đây là không bằng Việt Nam được đâu. Nhưng mà Việt Nam nhấn nhiều quá. Nhấn rụp rụp bẻ nhưng mà nó quẹo như gà. Mà gà cúng thì nó quặt bay quặt chân mình như gà cúng vậy đó. Cho nên á là massage thì nó đã ngay lúc đó thôi. Nhưng mà về nhà mình nhiều khi sẽ ê ẩm. Còn kiểu như ở đây là nhẹ nhàng, mình được chìm vào giấc ngủ. Cho nên là ngước. Phải giờ con ngủ được một xíu. Phải giờ con nói gì đâu. Ngủ dậy cái ngủ được gì nữa. Cái khúc nói chung là cái của Phương là luôn hơn cũng vừa phải. Nên là vừa đó. Gặp chút với chị này là chị đi đúng liền không hề lắm đó. Không có bó, chị có một con mắt mà chị đi đúng liền. Bẻ lưng cộp cộp, sao bẻ cổ cộp cộp. Nói chung vô liền. Cái bạn nam của tôi có bẻ cổ nè. Tôi nhìn qua đây tôi thấy cái gì kia chứ để cái chân vô okay. Cái này bẻ cho rập. Mà bạn okay nam của tôi không bẻ là như bạn nam tôi là. Nói chung là tùy á, tay nghề của mỗi người. Tùy mỗi người. Mọi người qua Thái thì cứ thử những cái massage như thế này. Đã lắm.
người ơi, trong vòng một tiếng đồng hồ em đã thành một người khác, tự make up, tự trang điểm, tự làm tóc nơi đất khách quê người. À, và bây giờ đi event. Thật ra bây giờ Tường cũng không biết là Tường đồng hành từ bao lâu, mà hình như là cũng năm 2018 luôn á. Cái bạn nào hồi nãy nói 2018 với cái cô là đã có chị chưa? Rồi luôn hả? Chị á hả? Wow. Là chị các Tường vào công ty năm 2017 luôn hả? Như vậy là đã từ những ngày đầu Tường đã được may mắn đồng hành với công ty rồi. Thật sự Tường cũng không bao giờ nghĩ rằng là mình đã đồng hành được với một công ty khoảng một thời gian dài như vậy. Tại vì lúc đầu thì nghĩ rằng là tôi cũng từng làm cái mặt đại diện cho nhiều công ty khác, nhưng mà dài lắm thì cũng chỉ là 2 năm thôi, chứ không bao giờ nó lâu như vậy. Và bây giờ thì tôi không phải là một mặt đại diện hay là một nghệ sĩ mà tham gia đồng hành để mà quảng bá hình ảnh những cái sản phẩm của công ty nữa, mà tôi cũng đã chính thức trở thành thành viên của gia đình Thiên Nhiên Việt. Cái điều đó là cái tôi cảm thấy rất là vui, rất là tự hào, và điều đó khẳng định là tất cả những sản phẩm của công ty mình rất là tuyệt vời, nó hoàn toàn từ thiên nhiên, từ những nông sản của bà con. Ngoài cái việc kinh doanh, chúng ta còn có thể giúp đỡ được cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, cải thiện được cái cuộc sống của mình, đó là cái ý nghĩa lớn lao. Chính vì nó mà đã kết nối được các tuần cùng với Thiên Nhiên Việt trong suốt thời gian qua, và chắc chắn là chúng ta sẽ còn đồng hành ở một chặng đường dài phía trước nữa. Hy vọng là tất cả chúng ta sẽ cùng nhau hỗ trợ, hợp tác nhau để đưa công ty Thiên Nhiên Việt ngày càng phát triển lớn mạnh hơn nữa, được không ạ? Và như vậy là ngày thứ hai đã kết thúc tại Pattaya. Mọi người subscribe theo dõi kênh của Tường nha. Bây giờ trời ơi, phải soạn một đống hành lý để sáng mai sẽ 7 giờ rưỡi sáng về sớm, chúng ta sẽ đi thẳng về Bangkok.